Ai lên miền ngược, ai về miền xuôi, nhớ ghé về thăm quê em Vĩnh Phúc, mảnh đất linh thiêng của người Việt cổ, nơi khởi nguồn văn hóa phục nguyên. Về nghe em kể chuyện thuyết cha rồng, về nghe hát giọng trong quân mùa mô, người ơi có nhớ hồi chùa Hà Tiên. Nơi đây hai lần Bác Hồ ghé thăm, giếng ngọc ngọt lành nước như hương xôi, chiền viện Tây Thiên thỏa lòng nguyện ước, tam đảo mờ sương mây trắng bồng bềnh, đầm bạc trong xanh bao quanh thành phố yên lạc vĩnh.